Thủ thành Diogo Costa hoàn toàn thuyết phục được người hâm mộ khi được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận ở màn đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Slovenia tại vòng 1/8 Euro 2024 diễn ra rạng sáng 2 tháng 7 giờ Việt Nam. Trong 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, anh đã có hai pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống đối mặt với Benjamin Sesko ở phút 115. Đó là tình huống mà trung vệ Pepe mắc sai lầm để mất bóng và Sesko một mình đối mặt thủ môn Costa sau đó. Tuy nhiên, thủ thành 24 tuổi đã xuất sắc dùng chân cản phá pha dứt điểm nhanh của Sesko, cứu cho Bồ Đào Nha thoát khỏi bàn thua khi thời gian hiệp phụ chỉ còn 5 phút. Pha cứu thua của Costa giúp Bồ Đào Nha thoát thua để bước vào loạt sút luân lưu định mệnh với Slovenia sau đó. Trong loạt đấu súng đầy kịch tính với Slovenia, thủ thành đang khoác áo Porto gây sốc khi cản phá cả 3 lượt sút của đối thủ, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trên chấm phạt nền để vào vòng tứ kết và gặp đội tuyển Pháp. Đội bóng cũng đã đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 trước đó ít giờ. Diogo Costa đã đi vào lịch sử với tư cách là thủ môn đầu tiên cản phá được 3 quả luân lưu ở một kỳ Euro. Thủ thành sinh năm 1999 cũng trở thành thủ môn thứ tư làm được điều này ở các giải đấu lớn là Euro và World Cup. Trong suốt sự nghiệp, Costa đã cản phá được 10 quả phạt nền với lần gần nhất là vào tháng 11 năm 2023 khi cùng Porto đánh bại Vitória Guimarães. Theo Transfer Market, Costa đã để thủng lưới 14 trong số 24 quả phạt nền mà anh phải đối mặt trong hơn 90 phút. Với 10 lần cản phá thành công, anh có tỷ lệ cứu thua là 41,67%. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức trung bình cản phá phạt nền của các thủ môn là khoảng 18%. Tôi nghĩ vũ khí bí mật của Bồ Đào Nha là Diogo Costa. Cậu ấy là vũ khí bí mật được giấu kín nhất của bóng đá châu Âu và hôm nay đã xuất hiện. Hôm nay tôi nghĩ cậu ấy đã bước vào một cấp độ hoàn toàn khác. Tình huống một chọi một thật đáng kinh ngạc. Sau đó, cậu ấy đã tập trung để thực hiện 3 pha cản phá phạt nền liên tiếp. Chúng tôi phải rất tự hào về cậu ấy, huấn luyện viên Roberto Martinez ca ngợi Costa sau chiến thắng. Thủ thành Diogo Costa đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu vòng 1/8 Euro 2024 giữa Bồ Đào Nha và Slovenia. Anh đã có hai pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là tình huống đối mặt với Benjamin Sesko ở phút 115, cứu cho đội nhà thoát khỏi bàn thua. Tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, đẩy hai đội vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Costa đã lập nên kỳ tích khi cản phá cả 3 lượt sút của Slovenia, đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết với chiến thắng 3-0. Costa trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Euro cản phá được 3 quả luân lưu ở một giải đấu, đồng thời là thủ môn thứ tư làm được điều này ở cả Euro và World Cup. Với màn trình diễn ấn tượng, Costa đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận và huấn luyện viên Roberto Martinez đã dành lời khen ngợi hết lời cho học trò của mình.